Hi, my dear students of grade 7 at Chu Văn An Junior High School. Hôm nay, cô Hồng cũng rất vui khi gặp lại các em ở một cái tuần mới nhé. Ok now, happy to see you on YouTube. Cô rất vui khi gặp các em. Welcome to our class. Now, take your notebook and book to write down new words and remember. Chúng ta sẽ lấy tập sách ra để viết bài nha. Unit 5, Walk and Play. Section A in class, A4 and 5. Đây là phần cuối cùng của Section A. Now, A4, listen, then write the correct letter next to the name. Chúng ta sẽ viết những cái từ kế bên cái tên của bạn Hoa và bạn Bà. Ok, now we have 5 pictures. Chúng ta sẽ có 5 bức hình with subject. Chúng ta sẽ đoán là bạn Ba và Hoa sẽ có những môn học nào. Ok, now, picture A, this is a map. Đây là cái bản đồ, vậy nó là môn học gì? Geography, môn địa lý. Ok, now, they are doing morning exercises. Hai bạn này đang tập thể dục buổi sáng chẳng hạn. Vậy thì with subject, môn học nào? Physical education, môn thể dục. This is a computer science, môn khoa học máy tính. This is a lamp. Ok now, technology, môn công nghệ, học về kỹ thuật. And a teacher, we see a teacher and some students. Chúng ta thấy có một giáo viên và học sinh. Which subject, vậy thì môn học nào? Class activities, môn học sinh hoạt chủ nhiệm. Ok now, listen. Four. Listen. Then write the correct letters next to the names. Every morning, Ba and Hua go to school. Some of the subjects they do on Saturday are the same, but some of them are different. At 7 o'clock, Ba has technology and Hua has computer science. These classes last for 2 periods. At 8:40, Ba has geography. Hua does not have geography on Saturday. She has physical education instead. In the last period, they have the same class. Hua and Ba both have class activities then. Okay, now, which subject do Ba and Hoa have on Saturday morning? Vậy, sáng thứ bảy, Ba và Hoa có những môn nào? Okay, now, listen again. On Saturday morning, Ba and Hoa go to school. Vào sáng thứ bảy, Ba và Hoa đến trường. Some of the subjects they do on Saturday are the same. Một vài môn học thì vào ngày thứ bảy thì họ học giống nhau. But some of them are different, nhưng một số thì khác nhau. At 7 o'clock, Ba has technology and Hoa has computer science. Hoa có môn khoa học máy tính và Ba thì có môn kỹ thuật. This classic class for 2 periods. Những môn học này kéo dài 2 tiết. At 8:40, Ba has geography. Vào lúc 8:40, Ba có môn địa lý. Hoa does not have geography on Saturday. Hoa không có môn địa lý vào ngày thứ bảy. She has physical education instead. Mà thay vào đó thì cô ấy có môn thể dục. In the last period, ở tiết học cuối cùng, they have the same class. Thì họ có môn giống nhau. Hoa and Ba both have class activities then. Cả Ba và Hoa đều có cùng tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Ok now, listen again. Then, 4. Listen. Then, write the correct letters next to the names. Saturday morning, Ba and Hua go to school. Some of the subjects they do on Saturday are the same, but some of them are different. At 7 o'clock, Ba has technology and Hua has computer science. These classes last for 2 periods.
At 8:40, Ba has geography. Hua does not have geography on Saturday. She has physical education instead. In the last period, they have the same class. Hua and Ba both have class activities then. Okay now, vậy thì ba đi. 4. Listen. Ba đi là môn công nghệ, technology. Công nghệ nhưng mà học về kỹ thuật. Rồi Hoa là C. Computer Science, môn khoa học máy tính. Rồi ba A là Geography, môn địa lý. Thì Hoa B, Physical Education, môn thể dục. Và cả ba và Hoa đều có cùng một tiết học, đó là Class Activities, các hoạt động của lớp, tức là sinh hoạt kỷ niệm. Ok nào. Now I try read new words. Many things, many things, many things, nhiều thứ. Essay, 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 bài luận văn. Event, 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 sự kiện, biến cố. Past and present, past and present, past and present, quá khứ và hiện tại. Around the world, around the world, all over the world, all over the world, worldwide, worldwide, trên toàn thế giới hoặc là toàn cầu. Language class, language class, môn ngoại ngữ. Language class, such as, such as, such as. Ok nào, subjects, chúng ta sẽ ôn lại những môn học này giùm cô trước khi vào bài nhé. Này, look at the pictures. Rồi, chúng ta sẽ xem. Đây là những môn học gì? Da A pictures, chúng ta có 8 bức tranh. Which subjects? Physics, môn vật lý. Music, âm nhạc. Math, môn toán. Physical education, môn thể dục. Người ta còn đọc tắt là PE đó. English, môn tiếng Anh. History, và đọc tắt là history, môn lịch sử. Literature, literature, môn văn. Geography, môn địa lý. Ok now we move to questions. Trước khi vào A5, chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này nhé. What do you learn in literature? Ở môn văn chúng ta học cái gì? What do you study in history? Ở môn lịch sử chúng ta học về cái gì? What do you study in geography? Ở môn địa lý chúng ta học cái gì? What do you learn in physics? Ở môn vật lý chúng ta học cái gì? And what do you study in the language class? Và ở môn ngoại ngữ chúng ta sẽ học cái gì? Now listen. 5. Read. At school we study many things. In literature we learn about books and write essays. In history we study past and present events in Vietnam and around the world. In geography we study different countries and their people. In physics we learn about how things work. In the language class, we study English. We study many other things as well, such as music, sports, and art. We enjoy all of our classes. Okay, now check your answers. Chúng ta sẽ kiểm tra câu trả lời của các em nhé. Tôi có trùng với của cô không? Now, in literature, we learn about books and write essays. In history, we study past and present events in Vietnam and around the world. In geography, we study different countries and their people. In physics, we learn about how things work. In the language class, we study English. Listen again and check. Chúng ta nghe lại coi câu trả lời có trùng không nhé. 5. Play with words. Now listen. 5. Read. At school, we study many things. In literature, we learn about books and write essays. In history, we study past and present events in Vietnam and around the world.
In geography, we study different countries and their people. In physics, we learn about how things work. In the language class, we study English. We study many other things as well, such as music, sports, and art. We enjoy all of our classes. Okay, now read. Now, at school, we study many things. Ở trường, chúng ta học rất là nhiều điều. In literature, we learn about books and write essays. Ở môn văn, chúng ta học về sách và cách viết bài luận văn. In history, we study past and recent events in Vietnam and around the world. Ở môn lịch sử, chúng ta học những sự kiện ở quá khứ và hiện tại, ở Việt Nam và vòng quanh thế giới. In geography, ở môn địa lý, we study different countries and their people. Ở môn địa lý, chúng ta sẽ học về những đất nước và con người của họ. Những đất nước khác nhau và con người của họ. In physics, we learn about how things work. Ở môn vật lý, chúng ta học cách mà các cái đồ vật hoạt động. In the language class, ở môn ngoại ngữ, we study English. Chúng ta học tiếng Anh. We study many other things as well, such as music, sport and art. Chúng ta còn học nhiều môn khác nữa, ví dụ như là âm nhạc, thể thao và hội họa. We enjoy and love our classes. Và chúng ta thích hết tất cả các môn học của chúng ta. Now listen again. 5. Read. At school, we study many things. In literature, we learn about books and write essays. In history, we study past and present events in Vietnam and around the world. In geography, we study different countries and their people. In physics, we learn about how things work. In the language class, we study English. We study many other things as well, such as music, sports, and art. We enjoy all of our classes. Okay, now, discuss with a partner odd one out. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận với bạn mình để bỏ ra một từ mà nó không thuộc về. Now, literature, author, writing, bài viết, painting, tranh vẽ, stories, history, basketball games, trò chơi bóng rổ, famous people, người nổi tiếng, world events, sự kiện thế giới, important days, những ngày quan trọng, science, experiments, làm thí nghiệm, meter, met, preposition, temperature, English, words, verb, England, pronouns. Vậy thì chúng ta sẽ bỏ ra một từ mà nó không thuộc về những cái môn học này. Ok nào, look at the answers. Literature, painting, history, basketball games, science, preposition, English, England, nước Anh. Nó không phải nằm trong môn tiếng Anh. Now review. Trước khi kết thúc bài học này, cô có ôn lại cho các em một số môn. Ví dụ, classes, những môn học, literature, history, geography, physics, language, music, art and sports. Chúng ta sẽ học cái gì ở những môn học này? What do you study in? Literature, learn about books and write essays. History, study past and present events. Study different countries and their people in geography. Learn about how things work in physics. Study English in language class. Music, learn how to sing the songs. In art, learn how to draw the pictures. Sports, study how to keep fit. Ở môn thể thao, chúng ta học cách giữ gìn cơ thể được cân đối. Ok now, we come to homework. Vậy là chúng ta đã hết bài học rồi, chúng ta đi đến phần bài tập về nhà. Learn by heart new words I find and answer the question. Học thuộc lòng từ mới bằng phần A5 và trả lời câu hỏi. Write down new words on your notebook. Viết từ mới vào tập nhé.
Prepare new lesson unit 5 section B, B1 and 2. Chuẩn bị B1 và B2 cho cô. Okay now, thank you very much. Thanks for your attention. Goodbye. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe cô nhé. Bye bye. See you again.